Buổi sáng ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng em Huy Hùng đến với một siêu phẩm nhà đẹp với kiến trúc một trệt một lửng và 3 tầng lầu, một siêu phẩm nhà phố có thang máy với nội thất cao cấp tặng kèm. Đây là một căn nhà xây ở phải nói là tuyệt vời luôn nha quý vị. Căn nhà chúng ta thì có hướng chính nam, tọa lạc trong khu dân cư đồng bộ 200 căn thuộc trục đường Phan Rí, phường 12, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Rất là gần với được trục đường Trường Chinh và sát bên siêu thị MX2. Vị trí đẹp, thuận tiện ở làm phòng công ty cho thuê. Và đây là một căn nhà tặng kèm nội thất xịn lên tới hàng cả tỷ đồng nha quý vị. Và chúng ta đang ngắm nhìn mặt tiền, mặt chính của siêu phẩm nhà phố theo mẫu kiến trúc hiện đại trong buổi sáng ngày hôm nay. Một căn nhà hướng chính nam. Và chúng ta đang tham quan khu phố cũng như là mặt tiền, mặt chính của căn nhà, ngang 4, độ dài 18m, có thang máy nhá. Và chúng ta sẽ cùng tham quan con đường vào căn nhà nhá. Con đường vào căn nhà là một con đường lên tới 8m, có vỉa hè, khu nhà lầu đồng bộ, toàn nhà phố thôi. Khu rất là đẹp nha quý vị. Đây này, chúng ta để ý này, hai dãy nhà lầu san sát nhau, điện âm. Và khu này thì phải nói là tuyệt vời. Chúng ta mua ở trong khu này thì rất là mát và cực thoáng, thuận tiện cho đại gia đình mình vừa ở vừa làm phòng công ty cho thuê, làm showroom spa, hay là quý vị có thể mua ở dưỡng già hoặc nghỉ dưỡng đều rất tuyệt vời. Khu này thì có 200 căn và đã bán được khoảng tầm 50% rồi nha quý vị. Và chúng ta sẽ vào bên trong căn nhà. Hôm nay Hùng muốn gửi đến quý vị chúng ta một căn nhà đẹp, xây mới và một căn nhà có thang máy. Ở đây thì quý vị sẽ có một lớp cửa cổng sắt và một lớp cửa cuốn bên ngoài. Bên trong là khoảng sân 2m đậu xe máy. Gia chủ có làm thêm túi giày dép. Bên trong nữa thì quý vị sẽ có một lớp cửa nhôm Sinfa 4 cánh nhé. Và có màn rèm. Và trong đây là khu vực gara để chúng ta đậu xe ô tô. Khu vực này thì nó dài là khoảng tầm 8m. Quý vị đậu được xe hơi từ 4 đến 7 chỗ. Và đậu thêm được vài chiếc xe máy. Phía dưới thì có ốp gạch 1m², có điểm chỉ màu đen. Và hai bên tường có ốp đá trang trí kết hợp với ốp nhựa và treo tranh dán giấy. Đây là một siêu phẩm nhà phố phải nói là tuyệt vời, đẹp một cách tuyệt vời trong khu phố này. Và đây là một căn nhà chủ xây cho con, nên là quý vị nhìn nội thất bên trong cũng như là cách thiết kế và bố trí rất là tỉ mỉ và vô cùng chất lượng nha quý vị. Nhà thì được xây mới và làm có lửng nên vô cùng thoáng và sáng. Dưới tầng trệt thì quý vị nhìn thấy công năng sử dụng có khu vực đậu xe máy và gara xe hơi, cũng như bên trong là không gian bếp. Và trên tầng lửng thì quý vị sẽ có không gian phòng sinh hoạt chung, phòng tiếp khách, phòng karaoke. Di chuyển trong đây thì quý vị thấy có hai bậc cầu thang, có đèn led và có một tủ rượu bên tay phải màn hình của chúng ta. Và bên tay trái là khu vực cầu thang máy và cầu thang bộ. Phía sau sẽ là không gian bếp với một không gian bếp đẹp với bộ bàn ăn 6 ghế, có tủ khu vực để tủ lạnh, có tủ bếp trên dưới, có lò nướng, tủ đựng gạo, bếp âm, máy hút mùi, tủ bếp thiết kế theo kiểu chữ L và có máy rửa chén bát luôn nha quý vị. Phía sau nhà thì quý vị sẽ có giếng trời rộng lên tới 1,5m phía đằng sau và một không gian phòng vệ sinh ở cuối nhà để quý vị sử dụng khi chúng ta ở dưới tầng trệt nhé. Phòng vệ sinh thì với là bô rửa mặt, bồn cầu, vòi tắm hoa sen và gương soi. Đây là Hùng quay ngược từ phía sau ra phía ngoài cho căn siêu phẩm nhà đẹp ngang 4, độ dài 18m, có thang máy trong buổi sáng ngày hôm nay. Và giá bán gia chủ đang chào bán trong khu này thì Hùng đang có rất là nhiều căn, khoảng tầm 50 căn nhà nha quý vị, với giá bán dao động từ 8 tỷ rưỡi đến 13 tỷ đồng một căn. Những căn có thang máy thì quý vị phải có tầm tiền trên 10 tỷ một tí nhá, thì chúng ta sở hữu được một căn có thang máy trong khu này. Còn những căn từ 10 tỷ đổ xuống thì quý vị sẽ không có thang máy. Và đây là Hùng quay ngược từ phía sau ra phía ngoài cho mọi người xem này. Nhà có lửng nên không gian rất là thoáng và sáng nhá. Ở đây thì quý vị thấy những bức tường đổ đá kết hợp với treo tranh và dán giấy rất là tuyệt vời. Nhà gia chủ xây cho con, nay con đi du học nên không có nhu cầu ở, cần bán lại cho một quý vị nào thực sự muốn mua. Và với căn nhà đẹp như thế này thì quý vị đang tìm mua nhà thì có thể đến xem và sử dụng ngay. Đây là khu vực cầu thang máy này. Chúng ta sẽ có cầu thang máy 450kg và chúng ta di chuyển lên lầu 1 nhé. Đây là thang máy kính nhá, thang máy rất là đẹp nha mọi người. Lên lầu 1 thì quý vị sẽ đến với không gian tầng lửng. Chúng ta sẽ tiến ra khu vực không gian lửng, phòng tiếp khách, phòng sinh hoạt chung hoặc phòng karaoke gia đình. Thì ở đây thì quý vị sẽ có một không gian lửng rất tuyệt vời với hệ thống sofa kết hợp với máy lạnh mới và có những cái bông
những cái lọ hoa rất là tuyệt vời. Và không gian lớn này thì quý vị có thể làm phòng ngủ, phòng sinh hoạt chung, phòng karaoke tùy gia đình mình, vì nó có vệ sinh luôn. Và phía sau đây thì quý vị sẽ có một khoảng không để chúng ta hút thuốc ngay khu vực giếng trời này. Và ở đây có vòi rửa mặt bên ngoài luôn. Và phòng vệ sinh này thì quý vị sẽ có bồn cầu và lavabo rửa mặt. Đây là phòng vệ sinh ở tầng lớn nhá. Và chúng ta đang ngắm nhìn không gian lớn rất tuyệt vời của siêu phẩm nhà đẹp ngang 4, độ dài 18m, chủ xây cho con. Nay con đi du học không có nhu cầu ở nên cần bán lại cho một vị khách hàng nào thực sự thiện chí muốn mua. Và đặc biệt là không gian tầng lửng của căn nhà này thì quý vị nhìn thấy ở ngoài đây này, có những cái mảng được ốp đá và làm những cái tủ kệ trang trí rất là đẹp kết hợp với gương soi. Và bên ngoài đây thì nó thông với khu vực lửng bên ngoài, quý vị nhìn thấy đèn pha lê và những bức tường được ốp đá phải nói là tuyệt đẹp. Đây là không gian tầng lửng phòng tiếp khách của siêu phẩm nhà đẹp ngang 4, độ dài 18m trong khu đồng bộ 200 căn thuộc trục đường Phan Ích, phường 12, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, một siêu phẩm nhà đẹp có thang máy nhé. Chúng ta đang tham quan không gian đẹp nhất của căn nhà, khu vực tầng lớn với phòng tiếp khách và khu vực không gian phòng karaoke, phòng sinh hoạt chung. Và di chuyển lên bên trên thì quý vị sẽ cùng em đến với không gian các phòng ngủ nhé. Căn nhà này thì được bố trí lệch tầng và chúng ta sẽ có 4 phòng ngủ và được làm full nội thất. Quý vị đang tiến vào không gian phòng ngủ này. Chúng ta sẽ đến với không gian phòng ngủ số 1. Phòng ngủ thì gia chủ làm giường ngủ 2m. Kết hợp với tủ áo, tủ kệ trang trí, bàn trang điểm, chăn ga, gối nệm, toàn hàng nội thất ngoại nhập. Và có ban công bên ngoài với hệ thống cửa nhôm. Ban công rộng lên 1m2, cây xanh màn rèm. Và phòng ngủ số 1 thì ở phía đằng trước này, quý vị nhìn này. Sàn phòng ngủ vẫn được ốp gạch 60m2. Có máy lạnh được đặt ngay trên cửa phòng vệ sinh. Có tủ áo thiết kế theo chữ L. Và có giường ngủ như là chăn ga gối đệm, máy lạnh tặng kèm. Tất cả phòng ngủ đều có vệ sinh trong với bồn cầu, lavabo rửa mặt, gương soi, đèn led và bồn tắm đứng vách ngăn kết hợp với vòi tắm hoa sen bên trong. Một siêu phẩm nhà phải nói là quá đẹp trong khu đồng bộ sang trọng bậc nhất quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh năm 2023. Quý vị nào đang tìm mua nhà thì còn chần chừ gì mà không gọi ngay cho Huy Hùng để đến xem một trong những siêu phẩm nhà phố một trệt một lửng 3 lầu có thang máy, có tới 2 giếng trời và nội thất bên trong thì phải nói là tỉ mỉ và xịn đến từng chi tiết nhỏ. Đây là không gian của phòng ngủ số 2 nha quý vị. Phòng ngủ phía sau thì quý vị vẫn có cửa 4 cánh ra khu vực giếng trời phía sau này. Kế bên là bàn trang điểm và giường ngủ 2m, chăn ga gối đệm, bàn trang điểm, tủ áo, tủ kệ để giỏ sách và để đồ, cũng như là máy lạnh mới và phòng vệ sinh trong. Đây là phòng ngủ số 2. Cửa phòng ngủ thì gia chủ làm hoàn toàn bằng cửa gỗ đỏ nha mọi người. Cửa gỗ đỏ rất bền và chắc chắn luôn. Nhà này thì làm rất là xịn. Sàn phòng ngủ thì được ốp gạch hết nên là quý vị dễ lau chùi cũng như là dọn dẹp thì rất là dễ. Tủ áo thì đóng phải nói là đẹp tuyệt vời luôn. Và tiếp tục di chuyển lên bên trên, quý vị sẽ cùng em đến với không gian của phòng ngủ số 3 và số 4 nhé. Căn nhà chúng ta thì có thang máy và cầu thang được ốp đá hoa cương năm bộ kết hợp với tay vịn được làm bằng gỗ đỏ và lan can làm bằng sắt sơn màu trắng nhé. Trên đây thì quý vị sẽ có hai phòng ngủ nữa và hai phòng ngủ này thì cũng rất đẹp và được gia chủ đóng full nội thất. Trên đây thì ban công sẽ đảo chiều này. Quý vị nhìn này, hệ thống cửa ra và ban công bên ngoài sẽ nằm qua phía bên tay trái màn hình. Và ở đây thì quý vị vẫn có giường ngủ, tủ áo này, máy lạnh này, tủ kệ trang trí, tủ kệ để đồ và bàn trang điểm, bàn làm việc. Ngang 4, độ dài 18m, xây full đất. Giá bán trong khu vân lô đồng bộ này chỉ từ 8 tỷ 500 triệu đồng đến 13 tỷ một căn thôi. Những căn có thang máy thì từ 10 tỷ đô lên và những căn không có thang máy thì tầm 10 tỷ đô xuống đến 8 tỷ rưỡi nha quý vị. Và căn này thì đang chào bán với giá là 13 tỷ. Quý vị quan tâm thì hãy gọi cho Hùng theo số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Và ở đây thì quý vị sẽ đến với không gian phòng ngủ số 4. Phòng ngủ số 4 thì gia chủ mới làm nội thất cơ bản thôi và chưa làm nội thất. Quý vị có thể tự trang trí một phòng cho căn nhà mình, một phòng nội thất cho căn nhà mình. Hoặc quý vị có nhu cầu làm full nội thất như các phòng còn lại thì gia chủ sẽ làm thêm cho mình nhé. Và cầu thang máy của nhà mình thì sẽ lên tới sân thượng. Đây là thang máy rất xịn nha. Chúng ta để ý này, thang máy kính rất là xịn nha quý vị, đẹp và cao cấp. Và thôi, chúng ta sẽ di chuyển thang bộ lên không gian phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau. Ở đây thì quý vị sẽ đến với không gian phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau. Ngoài đây thì quý vị sẽ có một sảnh ngồi uống trà ngay trên khu vực sân thượng này. Và đây là khu vực không gian phòng giặt đồ, phòng xông hơi và sân thượng sau. Ở đây thì quý vị sẽ có một không gian phòng xông hơi thư giãn với bồn tắm nằm massage này. Kế bên đây thì quý vị sẽ có một vệ sinh này. Nhà mình thì có tới 7 phòng vệ sinh. Đây là bồn tắm nằm massage nhé, phòng vệ sinh trên sân thượng nha quý vị.
Và đây là không gian phòng xông hơi khô đá nóng, cái khu vực sân thượng sau. Và ngoài đây là khu vực giặt đồ phơi đồ. Ở đây thì gia chủ đúc sốt ra đằng sau, có lợp mái và rào chắn xung quanh, có cầu thang lên trên để chúng ta thăm bồn nước và năng lượng mặt trời. Và phía bên ngoài thì quý vị sẽ không thể thiếu là không gian phòng thờ và sân thượng phía trước nhé. Một siêu phẩm nhà phố rất là đẹp trong buổi sáng ngày hôm nay, tọa lạc trên trục đường Phan Xích, rất là gần với trục đường Trường Chinh, sát bên khu nghiệp Tân Bình, sát bên siêu thị MH2. Di chuyển qua sân bay chỉ khoảng tầm 10 phút đi xe máy theo trục đường Trường Chinh, Cộng Hòa, và di chuyển về trung tâm thành phố Hồ Chí Minh theo trục đường Trường Chinh chỉ khoảng tầm 10-20 phút thôi. Quý vị quan tâm đến căn nhà trong khu đồng bộ 200 căn với giá bán dao động từ 8 tỷ 500 đến 13 tỷ này. Những căn nhà có thang máy thì trên 10 tỷ thì quý vị quan tâm thì hãy gọi cho Hùng để đến xem và sở hữu ngay. Nhà đất Thị Hùng trên kênh YouTube Bán Nhà Gò Vấp Tân Bình, quận 12. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị chúng ta ở những video lần sau.